cáo này, à không không không, và phần video quảng cáo ở trong video ấy, Bên trên đó 6. chị vào video bất kỳ, xong chị vào ba chấm nằm ngang, chị chọn quảng cáo này này, đó, đây thì nó sẽ có ba ba phần thúc đẩy tài khoản. Thúc đẩy tài khoản lại gồm có nhiều lượt xem, nhiều follow và nhiều lượt xem hồ sơ. Tiếp theo là thêm giao dịch mua sản phẩm như là chuyển đổi đó ạ. Còn tin nhắn khác là tin nhắn họ nhắn cho mình, thì tất nhiên là mình chỉ chọn một cái hai thôi, cái ba hầu như là bỏ nha chị nhá. Đầu tiên là nhiều lượt xem hơn cho thúc đẩy cái việc là tăng cái lượt tương tác đối với cái kênh của mình, và lượt follow để nhiều follow hơn rồi thì chắc chắn rồi. Cái này thì cũng không cần quá giải thích nhiều. Rồi tiếp theo là về đối tượng, ở đây nó sẽ có hai phần chính. Đối tượng là khán giả mặc định cho TikTok Shop chọn. Chọn ở đây nghĩa là gì? Họ chọn chọn phù chọn lựa dựa theo cái lịch sử kênh của mình. Như là cái tệp của mình nó đang là 25 đến 34 chẳng hạn, thì TikTok Shop sẽ mặc định là tệp đấy, nghĩa là họ sẽ tự động target đến cái tệp khách hàng tương ứng với cái gọi là lịch sử xem video của mình. Cái tiếp theo là cái tự tạo. Tự tạo ở đây là mình tự tạo riêng rồi, thì tất nhiên rồi, ở đây là mình ghi tên, độ tuổi bao nhiêu, nó sẽ đơn giản hơn trên máy tính rất là nhiều, nên là chị em khuyên chị nên để trên này nó sẽ hiệu quả hơn. Tất nhiên là nó có cái thứ nó không bằng máy tính rồi, nó không lặp lại được, mà mình phải kiểu gọi là mình phải tạo đi tạo lại rất là nhiều lần các bài quảng cáo giống nhau, thì không sao cả, nói chung tạo dần nó quen, có 1 2 phút là xong một bài thôi mà chị. Đây chọn xong chị ấn lưu này, xong rồi chị chọn vị trí này. Em chọn theo tỉnh chẳng hạn, Hà Nội. Ơ bị lag chị nhỉ? Đây, đây đây đây, sắp xong rồi. Nó sắp về vị trí rồi này. Đấy, chỗ vị trí đấy, xong em chọn là Hà Nội đấy. Chị thấy ạ? Đấy, xong em bấm lưu và quay lại màn hình chính là sở thích nữa. Sở thích thì nó sẽ đấy, về giáo dục nó sẽ không cụ thể ở trên máy tính được, nó chỉ chung chung đúng kiểu mình thích gì thôi, trang phục phụ kiện đấy, mẹ bé là hai điều mà mình quan tâm đó. Lượng đối tượng khán giả ước tính là khoảng 3,1 triệu đến 3,8 triệu người đó. Xong mình ấn lưu lưu sau đó thì nó ở trong cái phần xác định đối tượng khán giả này, thì nó sẽ có cái phần custom, à cái phần đối tượng khán giả mình vừa tạo ấy. Đây chọn vào đây, như lúc nay em tạo là em tạo của em đấy, trước đó em tạo rồi đấy, giới tính tất cả này, độ tuổi 13 đến 17 tuổi này, rồi thì phân khúc nữa là 18 đến 24 tuổi cho các bạn học sinh sinh viên. Tiếp theo là mình chọn là ngân sách là tối thiểu là 23.000 chị ạ, cho lượt lượt xem 23.000 tối thiểu là cho lượt xem, còn lượt chuyển đổi này là 75.000 cho một ngày đó. Thì đây đây đấy, em có mã khuyến mãi giảm 238.000 chị ạ. Hết hạn là 18 à? Thế còn mấy hôm nữa thôi, phải dùng. Đó, quy đổi chị thấy không? Chị thấy không? Được giảm 238.000 chị ạ. Quá là tuyệt vời nếu mà mình làm hết nhiệm vụ. Kiếm tiền trên này rất là dễ, mình cứ tư duy đơn giản thôi chị ạ. Cái chính là mình đăng video và livestream thường xuyên. Thế thôi. Đó. Đó chị thấy ạ. À quên quên quên, nạp tiền ở đây là nạp nạp tiền ở trên không, em dạy dạy chị ấy, chứ không phải là nói về em. Trên máy tính sẽ rẻ hơn, trên điện thoại là 24%. Không, em biết rồi, còn À nạp vào TikTok em chưa nạp, nhưng mà nạp vào những cái khác em nạp rồi. đây TikTok nha, chị vào phần cạnh cái hồ sơ ấy có cái dấu này này, không chị vào cái phần cài đặt quyền riêng tư này trên điện thoại. À, em hướng dẫn nạp thôi chứ đừng nạp trên này nha. Vâng, Đây. cái máy tính là cũng 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 kiểu như thế ạ. Nó ở cái phần profile ấy, ở phần profile xong nó gọi là get coin ấy. Đại loại thì ở đây nó sẽ cần là Nghĩa là nếu mà trên máy tính là thôi để mai em mình nạp ở trên TikTok Shop chứ không cần không tài khoản cá nhân mà chị nạp cho tài khoản